Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Salon Ô Tô Tô Ca. Và hôm nay em Chí sẽ cập nhật báo giá một dàn Santa Fe. Hiện tại bên nhà em đang sẵn đâu đó tầm khoảng chục xe và rất nhiều mã màu cũng như là các phiên bản để phục vụ cho anh chị để mình sắm Tết. Và chiếc xe đầu tiên em gửi tới cho anh chị đó chính là một chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu bản full đời 2022 màu xanh Kawasaki. Và chiếc xe này cũng được lên một vài món đồ chơi như là đèn bi này, bậc bước này, hay là đèn trần sao rơi này. Chiếc xe này thì bên em đang để ở mức giá là khoảng ngoài 1 tỷ 2 anh chị nhá. Tiếp tục bên cạnh chiếc san dầu màu xanh là một chiếc Santa Fe máy xăng bản full đời 2021 nhưng mà là model 2022. Chiếc xe này thì bên em đang để ở mức giá là khoảng ngoài 1 tỷ này. Tiếp tục là một em Santa Fe máy dầu bản full sản xuất 2021 và là model mới 2022 anh chị nhá. Đấy. Với cái model mới này thì cái đời 21 này thì anh chị mình sẽ có là model cũ và model mới. Và chiếc dầu cao cấp 2021 model mới này thì bên em đang để ở mức giá là khoảng ngoài 1 tỷ 1 anh chị nhá. Với tài chính khoảng ngoài 900 thì anh chị loanh quanh khoảng 900 thì em đang có hai chiếc Santa Fe máy xăng đời 20 bản full. Và chiếc màu trắng trước mắt anh chị đây là một em máy xăng bản full đời 20. Chiếc xe này thì bên em đang để ở mức giá là loanh quanh khoảng tầm 900 triệu. Tất cả các mẫu xe thì bên em đều hỗ trợ banh tối đa. Đấy, giải ngân cực kỳ là nhanh anh chị, hỗ trợ mọi thủ tục. Ở phía trong này thì chiếc Carnival này thì em sẽ giới thiệu sau. Hôm nay em sẽ tập trung giới thiệu cho anh chị về những cái sản phẩm Santa Fe ở bên em đang có để phục vụ cho anh chị. Ở phía trong nhà đây thì em có ngay một em Santa Fe máy dầu màu đen. Đấy, hiện tại máy dầu màu đen. Với cái phần model 2022 thì em đang có hai chiếc. Chiếc này cũng là sản xuất 21 và là model mới 22 bản full dầu, cũng giá như chiếc màu đen kia, là em đang để ở mức giá là ngoài 1 tỷ 1. Đấy. Hay bên cạnh đây cũng là một em Santa Fe. Đấy. Chiếc này cũng là một chiếc máy dầu đây anh chị này. Đấy. Cực kỳ đẹp nhá, cũng là model 2021. Đấy. Chiếc bên kia của em là 2022. Đấy. Tầm tiền bây giờ nó sẽ khoảng loanh quanh khoảng cũng ngoài một đồng mốt này. Đấy. Chiếc này là máy xăng. Đấy. Còn đây chiếc này là chiếc máy dầu anh chị nhá. Đấy. Nhà nhiều sàn quá, nhiều khi nhìn chiếc xe nào nó cũng hay bị nhầm. Đấy. Đây phía trong này thì bên em đang có thêm một em Santa Fe máy xăng bảng full. Đấy, đời 2020 màu xanh Kawasaki. Chiếc xe này cũng tầm giá loanh quanh khoảng tầm 900 anh chị nhá. Đấy. Hay là bên cạnh đây thì em đang có thêm một em Santa Fe đấy, máy dầu màu đỏ sản xuất 2022 bản full đấy. Chiếc xe này thì bây giờ cũng tầm tài chính khoảng loanh quanh ngoài một đồng hai anh chị nhá. Đó, rất là nhiều Santa Fe đấy. Chiếc này là máy xăng 2022 đấy, bây giờ giá nó khoảng tầm ngoài một đồng mốt cho anh chị đấy. Rất là nhiều Santa Fe để phục vụ cho cả nhà mình. Tất cả xe thì bên em bán ra thì đều cam kết cho anh chị cả nhà mình là động cơ, máy móc, hộp số nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Xe thì có bao check test mọi nơi, hỗ trợ ngân hàng, giải ngân cực kỳ là nhanh gọn, cũng như là giá cực kỳ linh động, cũng như là giá tốt trong cái dịp Tết này anh chị nhá. Để anh chị nào đang có nhu cầu quan tâm tới những chiếc Santa Fe thì có thể liên hệ ngay với bên em. Bởi vì xe thì thời điểm này thì ra vào bên em rất là nhiều. Và hiện tại ngoài những chiếc xe em đang bày bán tại cửa hàng thì cũng đang có thêm 3 em nữa đang spa cũng như là đang vận chuyển ra tới thủ đô Hà Nội. Anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp số hotline, hoặc em có thể mời anh chị mình qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại 39 Nguyễn Chánh để xem xe chạy thử. Bên em thì chuyên mua bán trao đổi những dòng xe đã qua sử dụng. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi.